nó chỉ có là của cải của nó bỏ ra như vậy. Vào bắt cưỡng chế nó thì nó phải chống lại, nó chống lại rồi đến lúc mà công an ập vô như là nước vỡ bờ á. Thế là bắt hai đứa con tôi đi, con dâu tôi nó thấy bắt chồng nó nhảy vào, 5-6 con mẹ phụ nữ nắm đầu nắm tóc đôi nó lên xe luôn. Đó là bây giờ cả nhà cửa của nó bỏ ra mấy tỷ bạc mà bây giờ tự dưng công an mang xe vào kéo sập hết, thì của đâu con sóc thì nó phải giữ lại, giữ lại. Thế là con có cái xe đó nó ủi ra cái là như là vỡ nước á, tràn vào con tôi không kịp trở tay. Bây giờ á, là bắt con tôi đi từ lúc 9 giờ đến giờ, hai đứa con trai và đứa con dâu tôi không có cái cảnh trong quay cho biết rằng thì là nó 5-6 con mẹ phụ nữ nắm đầu nắm tóc con dâu tôi nó lôi đi. Nó có tội tình gì đâu mà con nó bỏ suốt từ sáng giờ, hai đứa bé không ai trông nom đấy. Bây giờ cô quay lên, cô lên trên ấy, cô nói giùm tôi là bây giờ cái chế độ này nó ác như vậy đó, nó không có cái tình người mà người ta làm. Nguyên tắc là đất của người ta chứ ta đâu có điên cướp đất của ai. Mà bây giờ các ông muốn thì các ông phải họp bà con lại, nói ra như thế này thế nọ, chứ không này không có họp hành thì bà con lại tự dưng đổ quân xuống là cả 400-500 người thế là vào cái là cướp đất của chúng tôi, thì chúng tôi phải, con tôi nó phải cầm cự lại chứ nó có tội tình gì đâu. Trộm cắp không có, xì ke ma túy không có, nó phải chống lại, nó giữ lại của cải của nó thôi, chứ nó có làm gì mà bắt đôi con tôi đi từ lúc sáng 9 giờ đến bây giờ không cho liên lạc mà cũng chưa có thả về. Con dâu tôi thì con nó còn bé, hai đứa bé còn đang ở nhà nhau nhóc kìa, nó cứ khóc và hỏi mẹ nó đâu, mẹ đi vắng chưa có về. Có tội không? Bây giờ các ông mới thử nghĩ coi hoàn cảnh các ông mà con các ông như vậy, các ông có chịu được không? Tôi là người mẹ đâu, tôi đứng lên tôi lên tiếng cho ba đứa con của tôi. Dạ, thưa quý đài, ngày hôm nay nhà cầm quyền đã dùng các cơ quan ban ngành khoảng 360 người đưa một lực lượng quá đông tới một cách bất ngờ đánh tấn công bà con chúng tôi, tấn công bà con chúng tôi từ sáng đến 6 giờ chiều và đánh một cú đánh bất ngờ như vậy, cho nên là chúng tôi không có chuẩn bị và những người ở trong nhà họ bị thiệt hại rất nặng. Có những đứa trẻ hiện nay họ đi ra đường họ không biết ở đâu, đồ đạc người ta bị quăng ra ngoài. Vì vậy thì bà con chúng tôi hiện nay đang rất là bối rối. Chúng tôi đang tự hỏi rằng nhà cầm quyền ở đâu, nhà cầm quyền ở đâu mà nhà cầm quyền không có pháp luật hay sao, không có nhà nước hay sao mà dùng một cách ác nhân như thế để cho người dân chúng tôi hiện nay đang không còn tin vào đảng và nhà nước nữa. Và chúng tôi hy vọng rằng là các ông phải coi lại, suy nghĩ lại sau một cái trận đánh đẹp như thế này. Và trận đánh coi như mấy ông cho coi như là đánh đẹp, đánh chúng tôi không một vũ khí trong tay, không quyền lực, không vũ khí, không gì trong tay hết, mà mấy ông cho là một cú đánh đẹp. Mà chúng tôi ngày hôm nay là một điều hết là tan hoang, nhà cửa tan hoang hết. Bà con chúng tôi hiện nay đang ngồi đây không biết bám víu vào đâu, chỉ mong rằng quý đài và cơ quan nhà nước có nhìn thấy hình ảnh như thế này thì giúp đỡ chúng tôi. Xin quý đài các nơi trên thế giới lên tiếng cho chúng tôi để minh oan cho chúng tôi khi nhà nước dùng quyền lực cướp tài sản của chúng tôi như thế. Mà đất chúng tôi khẳng định là chúng tôi sử dụng từ năm 1954 đến nay ổn định, lâu năm không tranh chấp, chưa bao giờ ai tranh chấp với chúng tôi hết. Vậy mà nhà cầm quyền đã dùng lực lượng cướp như thế này thì tôi thấy rằng là rất oan sai chúng tôi. Thì đất nhà của dân bỏng chí mất, lấy hết cướp hết. Dân đồ không khổ, có nhà ở ngoài đường,